Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Quốc Hoàn vào 20 giờ tối thứ ba và 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Và tôi tên là Trần Quốc Hoàn, một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cá nhân. Để tránh rủi ro cho anh chị mất tiền tỷ, tránh rủi ro cho anh chị vướng vào những cái tranh chấp về pháp lý, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị cái quy trình giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai, hay còn nói dễ hiểu hơn đó chính là nhà và đất dự án. Thì cái quy trình nó như thế nào, cần những hồ sơ giấy tờ gì, các bước thực hiện ra sao, đến đâu để làm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Quy trình của chúng ta sẽ chia làm 4 bước. Bước thứ nhất là việc thỏa thuận ký hợp đồng đặt cọc giữa hai bên. Bước thứ hai là làm công chứng chuyển nhượng. Bước thứ ba là đi nộp thuế thu nhập cá nhân. Và bước thứ tư chính là xin xác nhận ở trên chủ đầu tư. Bước thứ nhất là đặt cọc. Giấy tờ anh chị cần chuẩn bị, một là chứng minh thư, hai là sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán. Và cái yếu tố quan trọng nhất, giấy tờ quan trọng nhất đó chính là bộ hợp đồng gốc. Trong buổi hôm nay tôi sẽ không đi quá sâu vào cái phần hợp đồng đặt cọc. Anh chị có thể xem một video khác của tôi đã nói rất là rõ chi tiết về các cái lưu ý và các cái bước làm hợp đồng đặt cọc. Nhưng mà có một số lưu ý tôi lưu ý với anh chị. Một là khi anh chị ký hợp đồng đặt cọc, anh chị phải ký đúng với cái tên người đứng trên hợp đồng. Thứ hai, nếu mà có vợ và chồng thì phải được sự đồng thuận của cả hai người. Cái thứ ba là cái hợp đồng đặt cọc anh chị phải được công chứng hoặc phải có người làm chứng để tăng yếu tố pháp lý của hợp đồng đặt cọc. Thứ tư là anh chị phải nêu rõ trách nhiệm của hai bên. Là ví dụ như phí thuế thì bên nào chịu, các cái thủ tục thì bên nào chịu trách nhiệm. Bước thứ hai là công chứng chuyển nhượng. Về phòng công chứng, anh chị có thể chọn văn phòng công chứng tư hoặc là phòng công chứng công. Hai bên thì pháp lý sẽ giống nhau. Giấy tờ anh chị cần chuẩn bị. Thứ nhất, đối với bên bán sẽ cần chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc là xác nhận tình trạng hôn nhân, bộ hợp đồng gốc bao gồm toàn bộ hợp đồng và các cái phiếu thu, các cái chứng từ, các cái ủy quyền liên quan. Và một cái giấy tờ quan trọng nữa chính là cái xác nhận số tiền đã đóng của chủ đầu tư hoặc là xác nhận đã nộp hồ sơ làm sổ đỏ hay chưa. Đối với bên mua sẽ cần chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn. Là khi bên mua và bên bán chúng ta đến văn phòng công chứng, anh chị sẽ đưa toàn bộ cái bộ hồ sơ gốc cho công chứng viên. Bước thứ hai là công chứng viên sẽ soạn một cái văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Cái mẫu văn bản này thông thường sẽ có cái mẫu sẵn. Bước thứ ba là anh chị đọc, soát và sẽ ký vào cái văn bản chuyển nhượng đó. Bước thứ tư, công chứng viên sẽ soát lại các thông tin, ký và đóng dấu của công chứng viên. Bước thứ năm là khi chúng ta ký xong văn bản chuyển nhượng rồi thì khi đó thì bên mua sẽ tiến hành là giao tiền cho bên bán. Trong bước 5 là bước giao tiền, tôi chú ý anh chị một số vấn đề sau. Thứ nhất, cái quá trình giao tiền thì có thể là giao tiền trước khi ký công chứng hoặc sau khi ký công chứng. Đây là việc thỏa thuận của hai bên. Cái thứ hai là tôi lưu ý cho anh chị bên mua là anh chị không nên giao hết 100% số tiền mà anh chị sẽ giữ một phần nào đó, tối thiểu sẽ bằng cái phần thuế thu nhập cá nhân. Để làm gì? Để khi anh chị giữ lại một phần tiền thì khi đó bên bán người ta cũng sẽ có trách nhiệm hơn trong cái quá trình hoàn thiện nốt cái thủ tục pháp lý. Bởi trong cái quy trình 4 bước, bây giờ chúng ta mới thực hiện xong 2 bước thôi ạ. Đấy, một điều hết sức lưu ý. Bước thứ ba là bước chúng ta đi nộp thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân có thể bên mua hoặc bên bán nộp đều được. Và trong cái văn bản chuyển nhượng chúng ta phải ghi rõ là trách nhiệm nộp thuế của bên nào. Đúng ra theo quy định của pháp luật thì ai là người có thu nhập, người đó phải nộp thuế. Nhưng mà trên thực tế khi giao dịch thì cái tiền thuế thu nhập cá nhân này nó sẽ là thỏa thuận giữa hai bên. Nếu như bên mua chịu thì sẽ trừ đi khoản tiền đó, và nếu bên bán chịu sẽ cộng thêm khoản tiền đó. Đấy, anh chị lưu ý. Và trên cái văn bản chuyển nhượng anh chị cũng lưu ý ai là người chịu thuế thu nhập cá nhân thì người đó sẽ ký vào cái tờ kê khai thuế. Bộ hồ sơ chúng ta cần phải chuẩn bị như sau. Một là một bộ hợp đồng mua bán sau chứng thực. Hai là văn bản chuyển nhượng. Ba là chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn hoặc là xác nhận tình trạng hôn nhân sau chứng thực của cả bên mua và bên bán. Bốn là xác nhận số tiền đã đóng của chủ đầu tư hoặc là xác nhận anh chị đã nộp hồ sơ làm sổ đỏ hay chưa. Và năm là tờ kê khai thuế. Đấy là 5 loại giấy tờ anh chị cần chuẩn bị. Các bước nộp thuế như sau sẽ chia làm 5 bước. Bước thứ nhất là anh chị sẽ nộp toàn bộ bộ hồ sơ tôi đã bảo anh chị chuẩn bị cho cơ quan thuế. Bước thứ hai là lâu nhất là sau 7 đến 10 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ ra cho anh chị một cái thông báo nộp thuế. Trên đó sẽ thể hiện số tiền anh chị phải đóng. Bước thứ ba là anh chị cầm cái tờ thông báo nộp thuế đó, anh chị ra cơ quan được thuế ủy quyền để chúng ta nộp thuế thu nhập cá nhân, có thể là kho bạc, có thể là ngân hàng. Bước thứ tư là sau khi nộp rồi thì anh chị cầm cái tờ biên lai nộp thuế đó về lại cái cơ quan thuế. Đấy, nộp cho cơ quan thuế. Và đến bước cuối cùng, cơ quan thuế sẽ trả cho anh chị một cái tờ là thông báo đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Như thế là chúng ta sẽ là xong cái bước thứ ba là nộp thuế thu nhập cá nhân. Bước 4 là xin xác nhận của chủ đầu tư. Hồ sơ giấy tờ anh chị cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau. Một là cái bộ hợp đồng gốc cộng với một bộ hợp đồng sau chứng thực. Hai là văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Ba là xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế. Bốn là chứng minh thư, hộ khẩu, đăng ký kết hôn của cả bên mua và bên bán. Các bước xin xác nhận của chủ đầu tư như sau. Thứ nhất là cả bên mua và bên bán, anh chị lên trên chủ đầu tư. Thứ hai, anh chị sẽ nộp toàn bộ cái bộ hồ sơ tôi đã bảo anh chị chuẩn bị cho đại diện của chủ đầu tư. Thứ ba, bên chủ đầu tư sẽ yêu cầu anh chị ký vào một số các giấy tờ giao nhận và một cái xác nhận chuyển nhượng. Bước thứ 4 là tối đa sau 7 đến 10 ngày, chủ đầu tư sẽ trả xác nhận giao dịch cho anh chị. Như thế là toàn bộ cái quá trình chuyển nhượng hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai của chúng ta đã hoàn thành. Chú ý ở trong bước 4 là xác nhận giao dịch là nghĩa vụ của chủ đầu tư. Anh chị sẽ không mất bất cứ một cái khoản phí thuế nào. Ok, như thế là cái quá trình giao dịch của chúng ta, cái quá trình chuyển nhượng của chúng ta đã hoàn thiện 100%. Và bây giờ thì nếu như mà bên mua còn giữ lại tiền của bên bán thì anh chị cũng vui lòng thanh toán nốt cho bên bán. Đấy, để cái quá trình giao dịch của chúng ta đã kết thúc tốt đẹp. Đó là quá trình 4 bước trong cái quá trình chuyển nhượng hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai, hay nói rõ hơn là nhà và đất dự án. Đấy, anh chị có thấy đơn giản không ạ? Thì ngoài cái video này tôi sẽ đính kèm thêm một cái tệp để anh chị có thể tải về để chúng ta xem thêm. Và nếu anh chị thấy nội dung của tôi chia sẻ hay và ý nghĩa, rất mong anh chị sẽ chia sẻ video này để nhiều người biết được nó. Còn bây giờ để tiếp tục, anh chị có thể xem tiếp các video khác của tôi ở bên phải màn hình của anh chị hoặc bên trái màn hình của anh chị. Và đừng quên nhớ subscribe kênh YouTube của tôi. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều nội dung tôi còn chia sẻ cho anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.